các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Cắt tóc ngắn có giúp giảm gãy rụng? Sự phát triển của tóc được quyết định bởi các nang tóc nằm trên da đầu chứ không phải bởi ngọn tóc. Khi bạn cắt tóc, nó chỉ ảnh hưởng đến phần tóc đã mọc ra, không ảnh hưởng đến phần nang tóc mọc hay rụng. Tuy nhiên, việc cắt bỏ phần ngọn tóc xơ yếu sẽ giúp giữ cho mái tóc của bạn trông khỏe mạnh và ngăn ngừa tình trạng tóc chẻ ngọn. Tóc chẻ ngọn thường có thể dẫn đến hư tổn và gãy rụng thêm. Khi tóc bị chẻ ngọn sẽ yếu và dễ gãy, dẫn đến nhiều hư tổn và mọc chậm hơn. Vì vậy, việc cắt tỉa thường xuyên là điều cần thiết để loại bỏ những sợi tóc bị sờn và giữ cho sợi tóc khỏe mạnh. Việc cắt tỉa cũng giúp tóc trông đẹp hơn, ngay cả khi nó không kích thích sự phát triển từ các nang tóc. Khi tóc bị gãy và chẻ ngọn, phần đuôi tóc có thể trông mỏng, khô sơ. Cắt tỉa những ngọn tóc bị hư tổn có thể cải thiện vẻ ngoài của mái tóc. Có thể giảm rụng tóc bằng cách duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, giảm căng thẳng, tránh các dụng cụ tạo kiểu tóc bằng nhiệt và các phương pháp điều trị bằng hóa chất, đồng thời sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp với loại tóc của bạn. Vậy tóc rụng bao nhiêu là bình thường? Ở người trưởng thành, việc rụng từ 50 đến 100 sợi tóc mỗi ngày trong chu kỳ phát triển của tóc là điều bình thường. Ngoài ra, còn có những bí quyết khi gội đầu ở salon mà bạn có thể học hỏi để thực hiện ở nhà giúp sở hữu mái tóc mềm mượt. Thứ nhất, chải tóc và lấy đi bụi bẩn. Trước khi gội đầu, nhiều tiệm sẽ dùng lược thưa để chải những vùng tóc bị rối, vừa xoa bóp da đầu, vừa thúc đẩy tuần hoàn máu. Đồng thời có thể lấy đi những bụi bẩn bám trên bề mặt tóc và da dầu, từ đó giúp giảm gãy rụng tóc khi gội. 2. Chọn dầu gội đầu phù hợp với tình trạng da đầu. Hầu hết chúng ta ở nhà có thói quen sử dụng loại dầu gội quen thuộc, nhưng các tiệm làm tóc chuyên nghiệp thường chuẩn bị từ 5 đến 6 loại dầu gội với các chức năng khác nhau của dầu gội và dầu xả, bao gồm bảo vệ màu, dưỡng ẩm, làm sạch sâu hoặc phục hồi, làm dịu. Các sản phẩm tóc phù hợp nhất được lựa chọn theo tình trạng da đầu và nhu cầu chất tóc của bạn. 3. Gội 2 lần kết hợp massage. Chắc hẳn nhiều người để ý rằng khi gội ở tiệm đều được nhân viên gội 2 lần. Lần đầu gội chủ yếu để làm sạch bụi bẩn, dầu thừa và các sản phẩm tạo kiểu còn sót lại. Lần 2 thì tập trung làm sạch sâu da đầu hơn. Thêm vào đó, khi gội sẽ massage bằng các đầu ngón tay giúp thúc đẩy quá trình lưu thông máu của da đầu. Đồng thời, có thể làm sạch dầu và bụi bẩn trong lỗ chân lông trên da đầu tốt hơn, giúp da đầu sảng khoái. 4. Quấn tóc bằng khăn để hút ẩm thừa. Sau khi gội đầu, làm thế nào để loại bỏ độ ẩm dư thừa trên tóc cũng là một chìa khóa quan trọng. Nhiều người vò tóc bằng khăn tại nhà, nhưng trên thực tế, nhiều nhà tạo mẫu tóc nhấn mạnh không nên vò tóc mà nên quấn tóc bằng khăn và vỗ nhẹ cho khăn giúp hấp thụ phần lớn độ ẩm từ tóc. Khi tóc khô một nửa, có thể rút ngắn thời gian sấy và giảm tác hại của nhiệt cho tóc. 5. Tóc nên được sấy từ trên xuống dưới. Nếu bạn đã quan sát các nhà tạo mẫu sấy tóc, bạn sẽ thấy rằng họ sẽ giơ cao máy sấy khi sấy ở tiệm. Sấy từ trên xuống dưới, vừa sấy vừa làm mượt tóc. Khi tóc khô một nửa, bạn nên dùng ngón tay hoặc lược để định hình trong khi sấy, giúp tóc không chỉ mượt mà còn tạo độ bóng và phồng tốt, kiểu tóc cũng được giữ lâu hơn. 6. Đảm bảo đủ thời gian làm khô. Thông thường trước khi đi ngủ vào buổi tối, nhiều người thường đi tắm và gội đầu. Điều này rất dễ khiến cho độ ẩm còn đọng lại ở chân tóc, da đầu, sinh ra vi khuẩn. Vì vậy, chị em nên lùi thời gian gội đầu trước khi đi ngủ từ 3 đến 4 tiếng để da đầu và tóc có nhiều thời gian khô hơn.